Khi nhắc đến các môn thể thao phổ biến nhất trên thế giới, bóng đá hay bóng rổ có lẽ là những bộ môn xuất hiện lập tức. Bởi lẽ không chỉ sở hữu số lượng người tham gia lẫn theo dõi đông đảo, chúng còn hình thành nên những nét văn hóa đặc trưng. Nhưng có lẽ bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng bóng chuyền cũng là môn thể thao phổ biến trên toàn thế giới. Theo tổng hợp của trang ncva.com, trang web chính thức của đội bóng chuyền Đại học Bắc Carolina, hiện tại có hơn 800 triệu người chơi bóng chuyền ít nhất một lần mỗi tuần, và cộng đồng người hâm mộ môn thể thao này lên đến con số 1 tỷ. Chính vì sự phát triển mạnh mẽ của bóng chuyền trên toàn thế giới cũng khiến cho các giải vô địch quốc gia ngày càng được đầu tư hơn. Không chỉ liên tục sản sinh những ngôi sao bóng chuyền tài hoa, các giải đấu bóng chuyền còn tạo ra những cuộc cạnh tranh vô cùng quyết liệt, hấp dẫn không thua kém bất kỳ bộ môn đối kháng nào. Trong video hôm nay, hãy cùng đi qua top 5 giải bóng chuyền hấp dẫn nhất hành tinh để cùng hòa mình vào không khí sôi động mà môn thể thao này mang lại. Người Ý thích tham gia nhiều môn thể thao nhất có thể, dù là môn cá nhân hay đồng đội. Các môn thể thao như bóng đá, đạp xe, bóng rổ và công thức 1 rất phổ biến ở nước này. Và người Ý cũng tự hào rằng họ sở hữu giải bóng chuyền số 1 thế giới, ra đời từ sau Thế chiến thứ 2, giải bóng chuyền vô địch quốc gia Italia Superliga đã nhanh chóng trở nên phổ biến khắp toàn đất nước hình chiếc ủng. Không chỉ các thành phố lớn, ngay cả những thị trấn nhỏ cũng dễ dàng tiếp cận được với những trận đấu hấp dẫn của các ngôi sao hàng đầu. Điều này đã giúp giải đấu không chỉ tạo ra sự quan tâm mà còn cả sự tham gia của quần chúng vào bộ môn thể thao này. Từ đó Superliga dần lan tỏa tầm ảnh hưởng của mình ra khỏi biên giới nước Ý và vươn tầm toàn châu Âu. Và cái gì có nhiều người quan tâm, sự đầu tư sẽ đổ vào đó. Năm 2021, Superliga đã đạt được thỏa thuận với quỹ CVC Capital Partners về hợp đồng bản quyền truyền hình trị giá hơn 40 triệu euro mỗi mùa. Kéo theo đó, mức đãi ngộ mà các câu lạc bộ bóng chuyền Italia dành cho cầu thủ cũng thuộc hàng top thế giới. Italia Superliga được xem là giải đấu mà các cầu thủ có thể kiếm được mức lương cao nhất, với những ngôi sao như Wilfredo Leon và Aro Rosso kiếm được tới 1 triệu euro mỗi mùa. Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta ví von Superliga như NBA của giới bóng chuyền. Những cầu thủ giỏi nhất thế giới đến từ giải đấu này và những cầu thủ tiềm năng luôn khao khát đủ giỏi để chơi bóng tại Ý. Vì vậy, cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi trong suốt nhiều năm qua, các câu lạc bộ bóng chuyền Ý luôn có mặt ở trận chung kết ở đấu trường châu lục. Trong 5 năm gần nhất, các câu lạc bộ Ý có tới 4 lần góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Có thể ở bóng đá, Serie A chưa thể tìm lại vị thế vốn có của mình, nhưng người Ý vẫn còn đó Superliga để vỗ ngực tự hào với cả châu Âu. Nước Nga không chỉ có vodka và gấu. Theo thống kê từ US Sport Burners, giải đấu Volleyball Super League được đánh giá là giải đấu hấp dẫn thứ hai thế giới sau Superliga của Italia. Bóng chuyền vốn là môn thể thao được yêu thích hàng đầu tại xứ sở Bạch Dương. Các vận động viên Nga sở hữu một tài năng đáng kinh ngạc, khiến họ trở nên vô cùng nổi tiếng và giành chiến thắng trong các trận đấu hết lần này đến lần khác. Đội tuyển bóng chuyền quốc gia Nga đã giành được 4 huy chương vàng Olympic và 6 huy chương vàng giải vô địch thế giới, và những cầu thủ bóng chuyền từng được xem như những người hùng dân tộc mang vinh quang về cho đất nước. Từ đó, tình yêu bóng chuyền với người dân Nga ngày càng lớn dần, kéo theo đó giải vô địch quốc gia Super League cũng phát triển theo. Các câu lạc bộ có ngân sách lớn và cao thủ trong giải đấu này được biết đến là đã kiếm được rất nhiều tiền. Một vài trong số họ vượt quá cột mốc 1 triệu euro. Trong những năm qua, các câu lạc bộ ở Italia và Nga vẫn tiếp tục ganh đua quyết liệt cho chức vô địch châu Âu. Kể từ năm 2010 đến nay, luôn có ít nhất một câu lạc bộ Nga có mặt ở trận chung kết của CEV Champions League. Trong đó nổi bật nhất chính là Zenit Kazan. Đội đã lên ngôi 4 lần và một lần về nhì trong 6 mùa giải gần nhất tại đấu trường bóng chuyền danh giá nhất châu Âu cấp độ câu lạc bộ. Dẫu vậy, một số ý kiến lại cho rằng giải Nga không quá gay cấn, bởi luôn có một đội sẽ thống trị Super League trong một khoảng thời gian rất lâu. Dẫu vậy, người hâm mộ bóng chuyền xứ sở Bạch Dương vẫn luôn dõi theo Super League như một món ăn tinh thần không thể thiếu. Bóng chuyền rất quan trọng với người dân Brazil. Chúng tôi luôn được biết đến như đất nước của bóng đá, nhưng bóng chuyền cũng quan trọng lắm đấy. Đó là lời nhận định của Elisa de Antonio, giáo sư thể chất tại Đại học bang Santa Catarina, cũng là một huấn luyện viên bóng chuyền lâu năm. Bóng chuyền Brazil có một lịch sử lâu đời và đã từng không ít lần thống trị ở đấu trường quốc tế, cả cấp độ đội tuyển lẫn câu lạc bộ. Vì thế không có lý do gì mà giải vô địch quốc gia tại quốc gia Nam Mỹ này lại không phát triển. Super League Brazil được xem như giải bóng chuyền hấp dẫn nhất Nam Mỹ và quy tụ những nghệ sĩ hàng đầu khu vực. Rất khó để tìm thấy các thủ châu Âu tại đây. Nhưng cũng đừng quên, Brazil vẫn là một trong những thế lực thống trị bóng chuyền thế giới, và Super League cũng được xem là nơi cung cấp các tuyển thủ quốc gia cho xứ sở Samba. Tuy vậy, hiện nay các vận động viên Brazil đang có xu hướng xuất ngoại, vượt Đại Tây Dương để đến với các giải đấu hàng đầu châu Âu, nơi có thể chinh phục những đấu trường cao quý hơn, cũng như có được những bản hợp đồng béo bở. Vào thời điểm hiện tại, Sada Cruzeiro là đại diện duy nhất tại Brazil có thể cạnh tranh chức vô địch ở giải vô địch các câu lạc bộ bóng chuyền thế giới FIV, từng lên ngôi vô địch 3 trong 8 lần gần nhất.
có thể nói mức lương của Brazil Super League không thể cạnh tranh với các giải đấu châu Âu, nhưng cấp độ giải đấu vẫn không hề kém cạnh. Các giải bóng chuyền nam Thổ Nhĩ Kỳ được gọi tắt là EFE League cũng được đánh giá rất cao trong làng bóng chuyền thế giới nhờ chất lượng chuyên môn vượt trội. Thổ Nhĩ Kỳ tự hào là một trong những giải đấu quốc gia hàng đầu của bóng chuyền châu Âu. Các câu lạc bộ của họ cũng đã đạt được nhiều thành công đáng kể trong các giải đấu quốc tế lục địa giả. Ở thời điểm hiện tại, EFE League đang sở hữu những đội bóng lớn như Fenerbahce và Handball Ankara. Đây cũng là những đội bóng thường xuyên gây ấn tượng mạnh ở CFV Champions League. Họ chỉ thua khi gặp các đại diện đến từ những nền bóng chuyền hàng đầu thế giới như Italia, Nga và Ba Lan. Tham vọng lớn của Thổ Nhĩ Kỳ là tập trung đẩy mạnh thể thao và coi đó như một trong những mũi nhọn quan trọng để gia nhập Liên minh châu Âu. Với sức mạnh từ tiền và sự quan tâm từ chính phủ, các cầu thủ hàng đầu thế giới lần lượt chọn gia nhập các câu lạc bộ giàu có của Thổ Nhĩ Kỳ. Chính vì thế, sự phát triển nhanh chóng của các bộ môn bóng chuyền bóng rổ Thổ Nhĩ Kỳ là một thực tế không thể phủ nhận. Minh chứng rõ nhất là Hambang từng cuỗm đi ba cầu thủ hay nhất của Trentino Volley với mong muốn trở thành câu lạc bộ đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ giành CAV Champions League. Đó là chuyền hai Rafael của Brazil và hai chủ công hàng đầu thế giới là Marti và Osmani. Không dừng lại ở đó, họ còn đem về luôn cả huấn luyện viên Radostin của Trentino. Cần biết rằng đây chính là bộ khung đã biến Trentino thành một câu lạc bộ bóng chuyền nam mạnh nhất thế giới. 3 lần liên tiếp vô địch châu Âu từ năm 2008 đến 2011, 4 lần liên tiếp vô địch FIVB Club World Championship từ 2009 đến 2012. Bóng chuyền nam Thổ Nhĩ Kỳ cũng chờ mình lọt vào top 5 những giải đấu hay nhất thế giới, cũng không có gì ngạc nhiên nếu chứng kiến quá trình phát triển của họ. Bóng chuyền là một trong những môn thể thao phổ biến nhất tại Ba Lan, với một bề dày lịch sử, thi đấu quốc tế với những thành tích nhất định. Hiện Ba Lan đang là đội bóng xếp hạng 2 thế giới, là đất nước sản sinh ra những siêu sao nổi tiếng như Alexander Svilka hay là Bastos Kurek. Sư tử Greenfeld de Leon chỉ khoác áo đội tuyển Ba Lan từ năm 2019. Nhưng không ai có thể phủ nhận sức mạnh của anh với một nửa dòng máu Ba Lan. Anh vẫn là ngôi sao được cả châu Âu thèm khát, được nhiều quốc gia trải thảm đỏ như Ý, Đức, Pháp. Và cấp câu lạc bộ, họ tạo ra những cuộc cạnh tranh hay nhất châu Âu. Khi mùa giải 2020-2021 kết thúc, châu vô địch đã gọi tên Jaska Zedekoles. Đội bóng đến từ Ba Lan đã chiếm vị trí số 1 châu Âu, chấm dứt sự thống trị của bóng chuyền Italia và Nga trước đó. Alexander Svilka cũng ám giải MVP. Tại giải Plus Liga còn có thể kể tên những đội bóng lớn khác như PSG SKA Benchato hay là AZS Krestochowa. Đây cũng là những câu lạc bộ cung cấp phần lớn các tuyển thủ quốc gia cho tuyển Ba Lan. Nói về Plus Liga thì đây là cấp độ cao nhất của bóng chuyền nam tại Ba Lan, giải đấu chuyên nghiệp dành cho các câu lạc bộ bóng chuyền ở quốc gia này và được nhận định là một trong những giải đấu bóng chuyền tốt nhất ở châu Âu. Theo bảng xếp hạng mới nhất của các giải bóng chuyền châu Âu tốt nhất thì giải vô địch quốc gia Ba Lan được xếp hạng thứ 3. Trên đây là top 5 giải bóng chuyền hàng đầu thế giới. Bạn ấn tượng với giải đấu nào nhất? Để lại ý kiến ở phần bình luận nhé!